chúng ta sẽ đưa vào đây giá trị 1. Vậy là chúng ta được một mã tham số. Tiếp đó là về phần giá trị, làm sao chúng ta đưa được cái giá trị bay vào trong đó. Thì lúc này nếu chúng ta đưa vào, bắt buộc chúng ta phải để một giá trị xác định. Nhưng lúc này cái số trang của chúng ta nó sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ gọi nó xuống init và để thực hiện. Lúc này chúng ta sẽ gọi như sau. Đít cho đến bay. Lúc này chúng ta đưa, ví dụ như chúng ta đưa vào giá trị là current bay, có nghĩa là chúng ta trang hiện thời của chúng ta vào thêm vào trong cái màn này. Vậy chúng ta đặt là current bay. Và chúng ta sẽ băng cái giá trị mà chúng ta lấy trên thanh địa chỉ xuống. Vậy chúng ta chính là div, chọn request, gọi get param. Và giá trị là bay, nếu không có thì chúng ta có giá trị 1. Vậy là chúng ta đã có một cái giá trị gán vào trong mạng phần gian của chúng ta. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thực hiện điều gì? Tiếp theo đó chúng ta sẽ đưa cái nguyên cái giá trị này vào trong vì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ in nó ra để chúng ta xem trước print. Chúng ta đưa đít cho đến painter vào. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn đã thấy mảng của chúng ta được in ra và current bằng 2 bia, ví dụ chúng ta gõ bằng 3. Các bạn thấy giá trị current của chúng ta đã thay đổi. Vậy là mảng này đáp ứng được những cái giá trị mà chúng ta sẽ truyền vào trong những phần này. Lúc này để chúng ta có thể sử dụng suốt nó thì chúng ta hãy gán cái dit cho đến painter này vào trong cái array param của chúng ta. Vậy chúng ta khai báo là dit cho đến array param và chúng ta đặt cho nó một phần tử, ví dụ như chúng ta đặt tên là painter. Và chúng ta sẽ đặt giá trị nó chính bằng dit cho đến painter. Bây giờ chúng ta hãy in ra đối tượng đi cho đến array param của chúng ta trong index action để chúng ta xem. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy lúc này mảng tham số của chúng ta đã chứa thêm những cái thông tin của phần trang. Vậy thì chúng ta có thể truyền nó vào phía trong của các cái hàm. Lúc này chúng ta sẽ truyền như sau. Ví dụ tôi sẽ đặt ở đây một giá trị. Lúc này nếu chúng ta đưa cái giá trị này vào trong cái list item của chúng ta thì chúng ta có thể thực hiện được. Bây giờ các bạn hãy xem. Đầu tiên là chúng ta cần chỉnh lại những giá trị này. Ở đây chúng ta có một cái mạng phía trên của chúng ta là mạng dit cho đến array. Vậy chúng ta hãy in ra và chúng ta sẽ làm từng bước. Phần này sẽ bắt đầu khó dần. Nhưng chỉ cần qua phần này chúng ta sẽ có một cái hàm và không bao giờ chúng ta phải làm lại phân trang nữa. Benigator. Lúc này phần tử Benigator của chúng ta là gì? Chúng ta refresh lại. Thì các bạn đã thấy mạng Benigator của chúng ta ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái giá trị trong mạng này vào các cái phương thức
của Gen Benigator thì chúng ta sẽ là deep chọn đến. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào số phần tử trên một trang của chúng ta chính là phần tử item count bay. Tiếp theo ren, vậy chúng ta cũng đưa vào của nó giá trị bằng bay ren. Tiếp theo là current bay của chúng ta. Vậy lúc này chúng ta không cần giá trị này nữa thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Vậy là chúng ta đã nhúng được vào trong cái đối tượng Gen Benigator. Bây giờ chúng ta refresh lại xem có lỗi hay không. Bạn thấy không hề có lỗi gì xảy ra. Và ở đây nó cũng báo cho chúng ta đầy đủ những cái thông tin như lúc đầu 16 phần tử. Trang 3, cái trang hiện tại là trang số 3, sẽ có 5 phần tử trên một trang và có tổng của chúng ta là 4 trang. Parent của chúng ta đang có giá trị bằng 1, vậy chúng ta sẽ sửa parent này lại của chúng ta là bằng 3. Lúc này chúng ta hiện 3 cái trên một trang. Rồi, vậy là chúng ta đã sau khi sửa lại xong thì chúng ta refresh lại. Vậy các bạn đã thấy mọi thông số của chúng ta đều đúng. Bây giờ chúng ta xem array param của chúng ta. Lúc này các bạn sẽ thấy deep chọn đến array param bao gồm những giá trị của phần phân trang của chúng ta và deep chọn đến array param của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ truyền vào hàm list item. Hiện tại hàm list item của chúng ta đang để trống cái tham số đầu tiên là array param. Bây giờ chúng ta sẽ truyền vào và chúng ta sẽ sử dụng. Chúng ta vào hàm list item. Lúc này chúng ta sẽ in ra cái mạng tham số của chúng ta. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn đã thấy chúng ta đang ở trong list item của model và chúng ta có những cái giá trị cần thiết như trang của chúng ta là trang thứ mấy, rồi chúng ta sẽ hiển thị bao nhiêu phần tử trên một trang. Thì hai giá trị này chúng ta có thể đưa vào trong cái limit page của chúng ta. Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ khai báo như sau. Chúng ta phải kiểm tra, bia chúng ta sẽ bỏ dòng này đi và chúng ta viết lại. Chúng ta sẽ đặt một cái giá trị như sau. Benigator bằng array param phần tử Benigator. Sau đó chúng ta in giá trị Benigator của chúng ta ra. Chúng ta refresh lại. Vậy thì các bạn đã thấy đây là giá trị của cái mạng Benigator. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái phần tử của chúng ta có rỗng hay không. Nếu không rỗng thì chúng ta mới sử dụng đến limit bay của chúng ta. Vậy chúng ta thực hiện như sau. Nếu Benigator phần tử của chúng ta, ví dụ như chúng ta lấy phần tử item count by,
chúng ta đưa vào, chúng ta kiểm tra. Nếu nó khác rỗng, có nghĩa là, hoặc là chúng ta có thể để là lớn hơn không, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ gọi select, chúng ta sẽ gọi đến phần limit. Hôm nay chúng ta sẽ gọi đến phần limit bay của chúng ta. Tôi sẽ xóa đi những phần không cần thiết để chúng ta dễ thấy. Limit bay, chúng ta có hai tham số bay và raw code. Vậy thì bay của chúng ta lúc này sẽ là gì? Bay của chúng ta lúc này chính là bay negator. Chúng ta sẽ xem nó sẽ là giá trị và current bay. Tiếp theo của chúng ta là raw code, số dòng trên một trang. Vậy thì số dòng trên một trang của chúng ta chính là item count bay. Chúng ta đưa nó vào. Bây giờ chúng ta hãy đóng thử lại các dòng lệnh mà chúng ta chạy thử. Chúng ta sẽ refresh lại. Các bạn đã nhìn thấy giá trị của chúng ta hiển thị ra. Bây giờ chúng ta sẽ thử giá trị ở trang thứ nhất. Ok, chúng ta đã đúng một. Tiếp theo, trang thứ hai. Chúng ta đã thay đổi được giá trị. Trang thứ ba. Trang thứ tư. Vậy là các bạn đã thấy chúng ta đã phân trang được. Vấn đề của chúng ta bây giờ thực hiện xây dựng cái dàn nút ở phía dưới này. Nhưng trước khi chúng ta xây dựng cái dàn nút đó thì chúng ta cần làm một vấn đề. Đó là các bạn nhìn thấy không lẽ mỗi lần phân trang chúng ta phải gọi ra từng này. Điều này rất là bất tiện. Vì vậy chúng ta hãy tạo ra một cái lớp cho ứng dụng của chúng ta để sau này khi dùng thì chúng ta chỉ cần gọi vào là xong. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ mở thư viện của chúng ta ra và chúng ta viết thêm vào. Này chúng ta sẽ tạo ra một lớp gọi là BunnyBeginner. Ở BunnyGetter này chúng ta sẽ đặt tên là LastSendVN. Chúng ta sẽ không cần extend từ bất kỳ phần nào cả. Lúc này trong đây chúng ta sẽ tạo ra một hàm public function. Và chúng ta ví dụ như chúng ta đặt tên là clear benefactor. Vậy thì lúc này chúng ta hãy copy cái đoạn mã này của chúng ta vào trong cái hàm chúng ta mới tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ xác định xem nó cần bao nhiêu tham số. Thì chúng ta sẽ đầu tiên các bạn sẽ thấy là tổng tham số, có nghĩa là tổng item. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là chúng ta cần một mạng truyền vào. Vậy nó chính là mạng phân trang của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt là array beginner. Tiếp theo là chúng ta sẽ để một cái biến option để khi nào chúng ta sử dụng cái gì đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm. Vậy thì lúc này chúng ta đã có mạng mà BunnyGetter này sẽ chứa item count, payRent, payCurrent. Như vậy chúng ta sẽ đổi lại những giá trị này như sau. Ok, sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ return nó về cái đối tượng BunnyGetter của chúng ta. Vậy là chúng ta đã có một cái lớp chuyên sử dụng trong phân trang trong ứng dụng của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thử sử dụng cái lớp này. Vậy chúng ta sẽ gọi đến lớp SendBunnyGetter của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái dòng này đi.
chúng ta sẽ gọi bằng nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ truyền vào tổng số item. Vậy thì đây là giá trị tổng của chúng ta. Tiếp theo là cái mảng tham số của phần phân trang. Đó là div cho đến Benigator. Sau đó chúng ta hãy thử in cái biến Benigator ra để xem chúng ta có được phần phân trang hay chưa. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn thấy đây là đối tượng phân trang của chúng ta nhưng nó hiện thời nó bị rỗng. Vậy chúng ta hãy kiểm tra xem tại sao có lý do này. Phần này tôi đã truyền sai. Ở đây chúng ta khởi tạo, chứ chúng ta chưa dùng. Vậy chúng ta khởi tạo, sau đó chúng ta hãy đặt một biến cho nó, ví dụ Benigator cho đến kia. Chúng ta có một hàm kia Benigator và chúng ta truyền vào hai tham số. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Chúng ta vẫn bị báo lỗi, vậy chúng ta phải kiểm tra lại tại sao có vấn đề này xảy ra. Bây giờ chúng ta refresh lại. Lúc nãy chúng ta chỉ chọn đến chứ chúng ta không gán vào nên Benigator của chúng ta không thể là hiện ra cho chúng ta thấy được. Chúng ta refresh lại. Vậy là các bạn đã thấy chúng ta đã có một cái đối tượng gen Benigator và nó có đầy đủ những cái thông tin như chúng ta muốn, ví dụ như là số, tổng số dòng, số dòng trên một trang là bao nhiêu, có tổng cộng là bao nhiêu trang và hiển thị ra bao nhiêu trang. Vậy là chúng ta đã xây dựng được một cái lớp để sau này khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ gọi đến nó. Và lúc này gen Benigator cần được chuyển ra ngoài view. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển nó ra ngoài view sau div cho đến view cho đến Benigator. Và lúc này chúng ta có thể mở cái phần index lên để chúng ta thực hiện xây dựng cái phần hiển thị trang của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ xây dựng nó và đưa nó vào phần gần phía cuối của chúng ta. Các bạn nhìn thấy ở đây có một phần để sẵn, đó là Benigation của chúng ta, và chúng ta sẽ đưa nó vào phần này. Chúng ta sẽ gõ hiển thị phân trang. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái phần chúng ta cần hiển thị.